Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em xem một trận hôm qua chưa? Hôm qua chơi mà không để ý anh em ạ. Thế nào mà hôm qua lại đang tri ân cái bộ Warlock, gặp ngay cái thằng top 3 thế giới. Hôm qua tôi up clip lên thì tôi mới biết được là đấy là top 3 thế giới solo late game. Đấy, tôi với cái thằng top 3 thế giới solo late game đúng là kinh khủng thật. Xoay các kiểu các thứ nhưng mà cuối cùng không ăn được cái lineup Warlock. Mặc dù là Warlock có xuống hố rồi nhưng mà late game cũng vẫn là ok đấy. Hôm nay tri ân tiếp nha anh em nhá. Chắc là có lẽ là tôi sẽ tri ân đến khi nào mà update. Có thể là như thế. Hy vọng là anh em sẽ thấy là không chán nhá. Để xem nào. Đầu game tự nhiên lại ra hai con gấu thì cứ mua thôi. Đấy, biết đâu đấy nó lại ra cái con gấu Meteorite cho tôi thì lại vô tư. Lại ok. Hy vọng là sẽ có ra được cái con gấu Metalis sớm. Nếu không thì thì cũng ra cái con gì đấy hay sao cũng được. Thôi chết rồi. Bài ra là có vẻ phèn phèn rồi đấy. Blink. Trận này có Saman này. Nếu mà câu ra con gấu Saman thì lại bổn cũ lặp lại thôi. Có mèo Saman 5 đô. Nhưng mà trong cái bộ Warlock ấy thì cũng có con Battleman. Đấy. Hôm nay bị cảm cúm một tí anh em ạ, nên là sẽ có những cái tiếng hục hoặc tiếng ho, anh em thông cảm nhá. Có thể là anh em sẽ thấy là nó hơi khó chịu một tí, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi ho ít nhất có thể. Mùa hè làm điều hòa nhiều anh em ạ. Hay bị thế. Ok. Nào này chắc là thua rồi. Vớ vẩn eco ấy, trông bài ra chán lắm. Berserker à? Hay là eco nhỉ? Berserker thì cũng được ấy, nhưng mà không có đồ. Giá như là nó là một cái que. Ba warrior à, kẹp gấu à. Có chơi được không nhỉ? Không có đồ có chơi được không? Phải có một cái con nào đấy mà nó tung trưởng cơ. Cái con berserker này nó không hợp với cái đồ này lắm. được đấy. Được đấy. Vớ vẩn thắng này. Vãi đái. Chắc là không thắng đâu nhỉ. Thắng thì nó lại hơi sida. Đừng bảo thắng nhá. Đừng bảo thắng nhá. Thôi. Rồi. Chưa muốn thắng. Từ từ đã. Bài nó phải có cơ sở thì nó mới cần thắng. Đấy, bài bây giờ nó chưa không có cơ sở chiến thắng gì cả. Với phần eco luôn. Trông bài chán nhỉ. Nghĩ xem là bọn này nó kết hợp được với cái gì để đánh giữa game cho nó giữ được máu ấy. Mà tôi thấy nó đang chưa có cái gì mà nó ra hồn cả. Tạm thời cái này đi nhá. Này chúng ta vẫn sẽ có con berserker ở giữ máu. Mỗi round giết được 1-2 con là ngon rồi. Giữ máu được, mỗi round tiết kiệm được 2 máu là được rồi. Chưa có eco thì phải thế thôi, chấp nhận thôi. Giết thêm con nữa đây. Ôi giời ơi, chán đấy. Toàn mấy cái con vớ vẩn thôi mà không giết được con nào luôn. Giết được một con. À đây rồi, từ từ nhá, xem nào. Chưa có gót nhỉ. Trông cũng ra gì đấy.
Có thằng Eco nhá. Có nên bỏ bài ra phá không? Phân vân phết nhưng mà chắc là phá. À, thôi, chốt thế đi. Thực ra đánh cũng được nhưng mà thôi. Không thể để nó được cái cô dễ thế được. Bỏ hết bài ra phá đâu anh em ạ. Đánh nó phải gắt lên chứ đúng không? Đánh gắt lên, nói chung là mình cũng đang eco mà. Tại sao không phải là nó phá mình nhỉ? Phải nghĩ lại như thế. Thực ra là không phải là tôi phá nó mà nó phá tôi. Đấy, kiểu thế. Trận này bây giờ xem nào. Nếu mà được chơi gấu kết hợp với cả Warlock thì cũng ngon. Cũng vẫn là tri ân Warlock đúng không? Gấu kết hợp với Warlock. Hôm trước ấy, anh em xem có một cái clip của tôi mà có một cái thằng nó chơi con gấu đá, nó kết hợp với cả God. Sau đó nó kết hợp với cả 6 Warlock ấy. Ui ôi, cái trận đấy đúng là kéo dài mãi mãi luôn. Mà tôi lại rất muốn là chơi cái layup đấy nhá. Nhưng mà không có cái cơ hội chơi. Về căn bản là làm sao mà có thể lấy được một cái con gấu đá 3 sao đây để mà chơi cái bộ đấy đây. Nhìn nó phê là sự luôn. Nhìn cái con gấu 3 sao mà nó kẻ cho 3 đường. Một tung trưởng là kẻ 3 đường. Xong lại còn cái gì nữa? Lại còn là lúc mà nó tung trưởng xong ấy là nó lại tung trưởng luôn. Trong khi đấy là stun thì stun 2,5 giây đấy. Nhưng mà cooldown thì có hơn 1 giây thôi. Tức là đóng đá liên tục luôn. Đóng đá 3 đường thì gần như là toàn bộ bản đồ rồi. Quá kinh khủng. Nói chung là cái bộ đấy có anh em gợi ý là để mà ăn được cái bộ đấy thì nuôi cái con du ấy, cái con Squadmaster lên 3 sao trong cái bộ God Warlock cho nó xoay thì là lé được cái trường đá. Thì hôm đấy tôi không nghĩ ra. Tôi không nghĩ ra là tôi sẽ phải chơi như thế để kháng được cái hiệu ứng stun của cái đá lăn. Đấy, chứ nếu mà chơi như thế có khi là cũng ăn rồi đấy. Hy vọng là ra con gấu của tôi. Thực ra mình vẫn thích chơi con gấu Metalist hơn. Rồi, cắt được chuỗi rồi. Vừa hay tôi lại có chuỗi và có con Eco luôn chứ. Nhưng bây giờ mục tiêu là phải đép rau quái đã. Này, có đép được rau quái không? Hai gót đang hơi thiếu đam nhỉ. Như này khi ngon hơn này, hai Glacier ngon hơn này. Đấy, hay là thế này. Thế này thì vừa hai gót vừa hai Glacier nhưng mà lại không câu được gấu. Bỏ con gấu ra. Thôi. Câu gấu chứ, phải ưu tiên câu gấu chứ. Blink cho con gì? Blink cho con gấu à? Không biết có đép được không nhỉ? Hay up 6 nhỉ? Up 6 chắc chắn là đép được. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng nên liều thử một phen xem sao. Up 6 cho con súng mà chắc chắn là đỡ ngay. Nhưng mà như thế tôi lại không muốn mất tiền. Không muốn mất tiền rao này. Thôi từ từ ạ. Kệ đi, liều phát. Berserker chỉ cần tung trưởng mấy lần thôi là được rồi. Được không? Ui rồi ôi, sai rồi. Phải quay sang bên kia chứ. Thế là liều được một con à? Được không? Được. Đấy. Đó. Trận này cho khá nhiều beat luôn. Tự nhiên ra mặt lạ điên ạ. Glacier à? Glacier máy bay hay là Glacier mèo? Hơi phân vân. Bây giờ tôi đang có cái mong muốn tôi thích chơi ấy, là cái bộ Warlock anh em ạ. Warlock hoặc là Shaman. Về căn bản là sắp tới là không được chơi nữa nên là cố gắng là chơi được từng nào hay từng đấy. Ra content cho anh em chán ngán đi để meta sau gần như là không được chơi.
Úi dồi ôi, xa con này 2 sao. Căng phết nhỉ. Điều thật, con gấu, bọn gấu này bị tịt đẻ rồi. Không thấy ra con nào ạ. Thể lém con gấu từ mấy cái round đầu tiên đấy chứ. Bắt đầu từ round đầu tiên lém gấu rồi vẫn chưa ra con nào. 12 round à. Cay thật. Đèn thế nhỉ. Được cái là chuyện này eco được thì có thể lên 9 xong rồi chuyển về warlock. Nhưng mà có beat nha. Cao luôn. Cao luôn đã con gấu 2 sao rồi. Dã man. Round 12 mà đã có gấu 2 sao. Chịu. Thế là thằng đấy nó sắp có chuỗi đấy. Anh em cứ tin ở tôi. Trận này khó nhỉ. Trận này đi warlock mà lại có thằng beat xanh thì có đi được không? Tăng độ khó cho game à. Chơi warlock nhưng mà beat xanh. Chính ra cái đồ này nhá, nó cũng hợp luôn đấy. Khá là hợp đấy. Liều fan xem sao nhỉ. Sợ gì vết bẩn, khổ. Đã coi như là thích rồi thì liều chơi hết. Không có vấn đề gì. Đã bảo là tri ân, phải tri ân hết mình chứ. Làm gì có chuyện tri ân lửa vời. Tri ân là từ bây giờ đến lúc update luôn. Được không anh em? Chuyện này có 5 dòng 9 mét nữa này. Tri ân quả này hơi sâu. Dã man. Chuyện này tri ân hơi sâu ấy, 50 máu rồi. Chưa đến round thứ 15 nữa, còn có 50 máu. Gấu này thôi, chắc là cũng không up cấp làm gì. Từ từ đã. Nếu mà để up cấp lên thì để đép quái thôi. Nếu mà round sau ấy, mà không ra là con nào nó ngon nghẻ, chắc là tôi cũng sẽ up cấp lên. Đội hình này nó đang hơi thiếu ấy nhá. Hơi thiếu tăng cơ ấy. Round sau mà không có con nào đép được thì chắc là cũng, tôi nghĩ là cũng sẽ up cái con gấu lên 2 sao ở đép quái đấy. Round 15 chúng ta cắn máu lên được 63 máu. Thế được rồi. Tầm 50 máu comeback là vừa. Hay là 40 máu nhỉ. 40 máu sợ gặp beat 2 round đi. Dạ bạn. Để xem nào, trận này có beat. Trận này có beat có 5 dòng 9m nữa. 5 dòng 9m chắc phải dí lên 10 sớm ấy. Không phải chờ 9 đâu. Bình thường Hyperdrone để kiếm ác mộng 3 sao ở level 9. Nhưng mà trận này có 5 dòng 9m phải lên 10. Lên 10 kẹp với cá nữa. Cho nó chắc kèo. Thôi rồi, vậy là round này chắc chắn là chúng ta sẽ phải up lên rồi. Khó. Ok chưa? Như này chắc là tôi nghĩ là đép ngon đấy nhỉ? Đúng không? Làm gì mà không đép được cái đao này? 3 warrior rồi. Con berserker hy vọng là nó sẽ sống. Con berserker sống thì đép được. Berserker mà chết thì vẫn còn con ác mộng. Ác mộng gây đam được. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Thoải mái. Quả vừa rồi up là cũng hơi cẩn thận quá ấy. Ok. Thunder à? Thunder Spirit 9m à? Không phải chứ. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lên 8 đó. Lên 8 sớm. Ừ.
Up dần lên 8 đi. Thôi là cái giáp. Xác định chơi gót lấy giáp chống Doom luôn. Thải to quá anh em ạ. Chịu. Khỏe vãi cứt. Này mà không có chuỗi điêu thật. Ra 16 rồi, bài to này mà không có chuỗi ạ. Toàn 2 sao, sâu 2 sao luôn. Full 2 sao ấy rồi. Khó. Này chắc phải gặp sau mới cắt chuỗi rồi. Mà mình chơi Warlock thì cắt cái kiểu gì nhỉ? Chưa hiểu cắt cái chuỗi cái kiểu gì luôn. À đây rồi. Ui dồi ôi, thế đúng rồi anh em ạ. Đúng rồi. Chốt đi. Tôi nghĩ lên 9 luôn anh em ạ. Trận này nói chung là không đánh được 8 đâu. Lên 9 luôn. Lên 9 nó form phát được bộ là lên 10 luôn. Có quả trứng đấy rồi. Ác vọng ra 2 sao cái là yên tâm lên 10 luôn. Thế thôi. Chơi kiểu rất là sống vội luôn ấy. Thế. Thắng rồi này. Ui rồi bây giờ ra gấu á. Hai gấu à. Trông nó hơi điêu điêu. Vậy là 50 máu comeback. Mà tôi nghĩ thấy nó vẫn khó khó comeback ấy. Nó vẫn chưa có con nào mạnh cả. Đội hình này chúng ta cần phải lên được 9. Sau đó form về 6 Warlock. Rồi tại round 21 thì bắt đầu mới chơi được. Hoặc là phải có gấu Metalist ra cơ. Trận này chính ra nha là có thể là chúng ta sẽ còn gặp gót đỏ nữa cơ. Gót đỏ du xoay ấy. Beat thì có rồi. 5 dòng 9m. Thằng này còn có thể nó còn là 5 dòng Egosit cơ. Đấy, rất có thể nó sẽ là cái điều đấy. Nhìn trông giống lắm. 5 dòng kết hợp với Egosit. Chuyện này là cái bộ đấy là hơi ngon luôn đấy. Trong cái bộ tướng truyền thuyết là con Lich. Nhưng mà cái truyền thuyết ấy, ngoài con Lich ra nó còn có con mèo 5 đô nữa, nên là cũng chưa chắc đâu, phải cẩn thận ấy. Chơi Egosit vớ vẩn gặp Sama nó đẩy nó tràn nhà luôn. Mà có thể là vì nó soi nó thấy không ai chơi Sama nên là nó chơi Egosit. Ok, vẫn 50 máu được rồi. Lên dần lên 9. Cao Luân vẫn chưa có chuỗi luôn. Điều là trong đội hình mạnh như thế mà không có chuỗi được. Có thằng này có phải nó là God kết hợp với Du không? Tự nhiên lại có cả thêm cả Fallen 2 sao nữa. Chưa hiểu ý đồ lắm nhỉ. Ok không? Ổn không? Ừ, được này, ăn luôn này. Được không? Được, 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 được. Hay. Rồi, vậy là lên 2 sao. Đủ bộ rồi đó. Mà rau này có gấu thì câu lốt rau. Rao này mà tự nhiên nó ra con gấu tổ nó buồn cười lắm. Quay xe, Tuấn quay xe luôn. Kẹp với cả 4 gấu đánh ở level 10, dí thẳng lên 10 luôn. 4 gấu, 4 Warlock kết hợp với cả 4 God. Lại chơi gấu tổ tiếp. Chơi gấu tổ cho đến khi nào mà đủ đồ cho con ăn mộng thì mới chuyển.
Không là tí nữa beat nó đấm nó sấp mặt. Ok. Không ra gấu tổ thôi anh em ạ. Roll mấy cái đã anh em ạ. Roll đã. Không thấy ra năng mộng nó nữa nhỉ. Thôi đập trứng luôn. Phải giữ 50 tiền roll thôi anh em ạ. Bởi vì tôi sẽ lên 10 sớm. Chứ còn tôi không có dừng lại ở 9. Tôi 2 pro đâu. Trận này bắt buộc phải lên 10 sớm để kẹp cá nữa. Đội hình này trông vẫn rất là mỏng. gặp beat là toang đấy. Ê kìa. Tôi chết rồi. Giết chết luôn cái năng mộng của tôi ạ. Kiểu gì vậy? Khỏe nhỉ. Vẫn ăn. Ồ. Vẫn ăn cơ. Điêu thật. Dream. Dream thực ra bây giờ chơi thì chơi tạm thôi, chứ còn tí nữa cũng sẽ phải kẹp cá vào thôi. Lên đường 10 sẽ là kẹp con cá vào. Dream bây giờ cho vào giữ máu. Thằng này nó định câu với con gấu assassin lên 3 sao hả anh em? 4 wizard kẹp với gấu này. Định chơi kiểu ảo à? À sắp đi rồi đấy. Tôi lại còn có chuỗi này. Trận này chắc chắn là phải kẹp cá rồi. Ở đây là tôi thấy hai nhà chơi mết. Ok, đây rồi. Thôi lên 10 sớm anh em ạ. 26 lên 10 à. Hay là 29. 29 thì nó hơi muộn. 26, 27 lên 10 hay. Hay 26 lên 10. Thôi bây giờ up cấp dần anh em ạ. Tầm này chỉ cần trụ đến sau round 25 là ăn được nhà beat ấy mà. Yên tâm. Đừng có gặp nó trước round 25 thì là vẫn ăn được. Gặp lại sau round 25 thì là ăn. Có đồ cam thì sợ gì đâu. Bộ này nó cứ sống sót ở round 25 là ngon. Cái bộ này là một trong những cái bộ mà cần rất nhiều đồ. Nhưng mà một khi mà đã có đồ rồi thì nó lại rất là ok. Đánh được cả 2 sao vẫn ok luôn. Rồi, thôi con này lên được 2 sao là ok rồi đấy. Con Velom thôi, chả cần đâu. Velom thì tí nữa có thể là phải còn vứt đi cơ. Vứt đi thay con Velom bằng con Battleman. Rồi, tôi nghĩ là như này là gánh hết rồi. Tạm thời Zipper gánh tôi nha anh em nhá. Cho đến khi con ác mộng nó đủ đồ. Nó đủ đồ rồi, nó đủ 3 sao. Còn bây giờ Zipper nó vẫn bảo kê ngon hơn. Được chưa? Đấy, lại một lần nữa như thế thôi. Điều thật. Vào phát chết luôn ạ. Thế này. Cắt chuỗi luôn. Trời ơi, còn có 35 máu kìa. Điều ấy nhở. Cái pha vừa rồi ấy nó cho chúng ta biết là chúng ta phải lên 10 sớm. Đấy. Không nhây được 9 nữa rồi anh em ạ. Buộc phải lên 10. Lên 10 kẹp thêm con Tesu vào là vừa có thêm khống chế lại vừa có bộ cá nữa. Lúc đấy chúng ta có thể chơi được với cả nhà beat luôn. Có khống chế là chơi được với nhà beat. Chỉ cần là tích đủ cái lượng hút máu thôi. Phải tung được trưởng rồi phải câu kéo thời gian để có một cái lượng máu nhiều đã.
sau đó thì mới chơi được với cái bọn Beat. Búa sét. Chắc đổi đồ cam luôn. Vứt rồi. À, thế này thì lại chưa vứt được. Chiến thánh này ngon này. Đổi thử xem là có được đồ cam không. 9 món cơ. Ui, phải vứt bờ linh á. Vứt bờ linh hơi liều nhỉ. Kệ. Giáp xương đi. Không biết đây có phải là cái sự lựa chọn sai lầm không. Chồng. Rất có thể nó sẽ là một cái sự lựa chọn sai lầm. Vứt hết đồ mana rồi. Rồi cứ kẹp cá vào đã cho an toàn lại anh em ạ. Lắm trứng thế. Thế là chỉ cần 4 con ác mộng nữa thôi anh em ạ. 4 con ác mộng nữa thôi. Không có thằng nào chơi mà sao ra khó thế nhở. Từ nãy giờ mới ra 2 con ạ. Đến năm 26 mới ra 2 con ác mộng. Lên 2 sao được là vì đập trứng ấy chứ. Chưa có thêm con nào luôn. Chắc phải tiễn mấy thằng này đi sớm thì mình mới ra được. Tầm này vẫn chưa thể ra được. Ok. Biết đâu đấy nó lại có zipper lên 3 sao rồi sao. Đúng không? 2 quả trứng đây rồi. Thiếu 3 con nữa. Trông đội hình Beat to thế nhở. Chuẩn bị kẹp cá này. Không có thằng nào cắt chuỗi được luôn. Sang đây đi, tôi có giáp xương rồi, tôi không ngán đâu. Sang đây để test đội hình phát à. Mãi chả gặp nhỉ. Bộ Beat gặp lâu đấy. Hay là gặp ở round 28. Điều là gặp round 27, 28 mới gặp này. Máy bay, ôi mẹ ơi, có máy bay với trứng ạ. Sắp lên được máy bay 2 sao rồi. Điều quá đi mất thôi. Gặp luôn, bạn ơi. Nào, bạn ơi, để cho xem nào, xem có mạnh không nào. Đấy, anh em thấy không? Cái bộ này một khi mà nó đã có đồ cam thì nó không ngán cái bộ nào đâu. Qua cái thời điểm mà cái bọn Beat nó có thể ăn được cái bộ này rồi. Sau round 25 là biết thằng nào mạnh hơn. Tầm này Beat chả có cái cửa gì luôn, thề. Để xem là Beat nó có làm một cách nào ăn được tôi không. Chứ còn cũng khó đấy. Tôi thấy là cũng khó đấy. Đồ khá là nhiều. Những cái đồ ngon cho con ác mộng. Đặc biệt là hai món chân phải đều có hết rồi. Chính vì thế là không sợ lắm. Không sợ Beat, không sợ sát thủ. Bọn đấy nó dồn đam cũng không thể chết được. Creator úp lồng thì sao? Thì cũng không sợ. Nó đang 9 Saman. À 6 Saman. 6 Saman cái tầm này gặp Warlock của tôi thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Kẹp cá vào rồi. Đấy thằng Beat nó đi đến nhà. Từng nhà nó đẩy từng nhà một đi kìa. Đâu có yếu đuối gì đâu. Không hiểu sao các anh em chê cái bộ Beat ở meta mới cứ bảo nó yếu. Cái bộ Beat là một trong những cái bộ mạnh nhất ở trong meta này đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là nó có thể là nó sánh ngang với cái bộ Witcher. Đánh rất ổn định luôn, chơi Beat cực kỳ ổn định. Chơi siêu đẻ cũng được mà chơi Core, Kira cũng được. Kiểu gì cũng chơi được luôn, chuyển bài thì dễ, linh hoạt.
Meta này nó có mấy cái bộ như là Glacier kẹp với cả Velomancer kẹp Kira ấy. Đấy, với cả cái bộ Beat là những cái bộ mà đang top, top thịnh hành luôn. Rất nhiều người chọn chơi và tỷ lệ thắng rất cao. Tầm này thì thôi cứ 50 tiền mà roll thôi anh em ạ. Thằng này chơi God kẹp với cả Split thì đi rồi. Gặp tôi là đi rồi. Tôi kẹp cá rồi. Khỏe lắm. Ok, đi rồi. Quá tuyệt vời. Đội hình này nha, vừa chống vật lý khỏe từ cái giáp xương, lại vừa chống được mết khỏe. Mết cháo giờ dồn được đam chết cả. Một khi mà đã tung được trưởng thì là biết thằng nào là bất tử. Dã man. Cứ tung được trưởng thì là biết thằng nào bất tử. Mà nếu mà round này nha, mà có cái món đồ trần phái, đấy chính là cái vương miệng ấy, thì thậm chí là còn không cần tung trưởng luôn. Đổi hết ra một cái món đồ cam tiếp theo. Round 30 rồi. Sau round này bắt đầu late game rồi đó. Late game thì cái thằng Beat không biết là sẽ chuyển về cái gì để nó ăn tôi. Liệu rằng có phải là 6 Beat kẹp với cả 4 cá kẹp với Kira không? Trông thì thôi, vừa lấy máu tụt nhiều nhưng bây giờ là máu tôi giữ nguyên rồi đấy, 35 máu rồi. Lên được top 2. Thế là ngon rồi. BKB nhỉ. Cho là an toàn. Chống khống chế đi. Cái BKB này nó sẽ chống cái khống chế của cái bộ Havoc anh em ạ. Havoc lướt qua là bật BKB lên là không bị đứng im. Lúc đấy chúng ta có thể tung trưởng liên tục. Rồi thằng 5 dòng 9m vẫn sống. Greater thì trông có vẻ vẫn yếu lắm, chưa ăn thua. Bây giờ còn thằng Beat thì khỏe. Một con nữa. Đúng một con ác mộng nữa thôi. Hai quả trứng sẵn có đây rồi. Một con nữa thôi. Mỗi round roll một tí. Round sau lại roll một chút xíu. Cứ 50 tiền giữ thôi anh em ạ. Tầm này tôi đâu có vội lắm đâu. Con này kiểu gì nó cũng không thể làm mất máu tôi quá nhiều. Tôi có BKB rồi. Thậm chí còn ăn luôn. Đẩy chết luôn. Khỏe thật. Greater bị Beat đấm ngược đời thật sự. Bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà bọn Beat nó có thể đấm được bọn Greater. Chắc là hình như là nó dồn đồ cho con voi thì phải. Dominator ấy. À úi rồi đây rồi. Ngon quá. Được đấy. Lấy cái vương miệng á. Vương miệng này counter vào Beat mà. Lấy ăn là ngon rồi. Này đang có chuỗi anh em ạ. Rồi gặp Greater. Tôi nói thật với anh em, nếu cái bộ này mà nó ra cái vương miệng ấy, thì mặc kệ, không cần biết đối thủ là gì luôn. Đấy, cứ đứng như này thôi, hiên ngang luôn. Rồi thằng này đi rồi. 12 máu thì cũng không thể trụ nổi đâu. Đấy, và tôi cũng đẩy thằng kia còn có 45 máu rồi kìa. Đúng một con nữa thôi. Roll máy bay thì sẽ mua để chống đối thủ mua được con đấy nha anh em nhé. Không cho đối thủ mua máy bay. Ui rồi ôi, ngon quá. Mà từ từ đã, roll mấy cái đã. Ok.
À, thôi được rồi. Đập 3 sao luôn. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Cái gì cơ? Siren 3. Đúng là chơi beat xanh có khác. Lên được có Siren 3 sao. Nhưng mà Siren 3 sao rồi sao nữa? Lên được Siren 3 sao nhưng mà không ai nói cho bạn biết là có lên 9 sao hay chăng nữa thì cũng chưa chắc là ăn được bộ này. Late game rồi bạn ạ. Siren bất lực luôn. Bắn không xi nhê. Xong chưa? Trò chơi sắp kết thúc rồi đấy. Tôi nghĩ chỉ 2 round nữa thôi. Đối thủ hên lắm thì còn kéo được đến round thứ 3. Tôi nghĩ chỉ 2 round thôi. Round 36 là kết thúc trận đấu. 34, 35 đến 36 là hết. Rồi, thử các kiểu này. Bây giờ lại máy bay kẹp lùn. Máy bay kẹp lùn kẹp với cả 6 bit. Trông có giống như là ăn được không? Tôi cứ đứng tụm lên trên này cho con Tsunami tung trưởng bao quát. Cứ đứa nào đứng gần trong cái vòng hình tam giác này là đứa đấy đã bị stun. Đấy. Ok, trận này có vẻ như đối thủ hơi to ấy nhá. Mà giết được con súng rồi, máy bay sắp chết rồi. Rồi, con Siren 3 sao. Không thành vấn đề. Đấy. Hồi máu hộ cái, bất diệt hộ cái. Càng bất diệt thì càng làm nỗi đau thêm dài. Ôi giời ơi. À, nhưng mà đẩy hơi ít, đẩy hơi ít. Có 10 máu. 35-36 chưa kết thúc của game rồi. Chắc trận này sẽ phải đánh khoảng 38 hiệp. Thằng này thì nó không có cửa cắt chuỗi của tôi nữa rồi. Cái tầm này đổi sang cái gì thì cũng không ăn được. Khẳng định luôn. Ác mộng bây giờ là nó full trần phái rồi. Bây giờ thậm chí đồ tôi còn không thèm lấy thêm cái gì cho con ác mộng nữa. Bây giờ thừa đồ vứt cho con khác thôi. Đồ này bây giờ nó quá trấn rồi. Nó không cần phải đồ cam ấy. Nó chỉ cần hai món đồ cam này là được rồi, đủ rồi. Còn nó là cái ánh mắt Ares đương nhiên là nó sẽ phải có. Kéo dài trận đấu sau round 35. Đối thủ chắc là cũng loay hoay thôi. Còn có 10 tiền thì làm kiểu gì. Và chuyển thì kể cả có 100 tiền thì cũng thế. Có cái gì khác đâu. Đã có tiền roll ra được tận cái con Siren 3 sao rồi. Bây giờ kiếm con máy bay 3 sao đi thì may ra có cửa ăn. Ok. Thực sự đồ này không đổi được cái gì nữa đâu anh em ạ. Thế thôi. Đứng thế này thì mới đùm bọc nhau được. Con ác mộng nó sẽ đùm bọc. Nhưng mà con đứng xung quanh nó sẽ được cộng 10 giáp. Khá trâu đấy. Biết gì thì biết, nhưng mà nếu mà gặp giáp trâu thì cũng nói chung là cũng mệt với tôi. Rồi, máy bay Blink làm gì đấy không biết. Tại sao lại là cái Blink nhỉ? Kẹp luôn rồi còn Blink làm gì? À, đứng ra đằng sau vỉa à? Căng phết nhỉ? Rồi, có vẻ hiệu quả đấy. Nhưng mà làm nào để giết được con ác mộng thì không ai nói. Dã man. Ác mộng solo à? Siren 3 sao, gấu 3 sao, máy bay 2 sao. Mà không có cửa giết được luôn. Nhưng mà bây giờ mỗi round lọt có một con anh em ạ. Ui điên đấy nhở. 37 rồi này. 38 vẫn chưa kết thúc ở đâu. Nhìn cái này giống như là 41 vậy. Trông giống lắm. Mỗi round lọt một con 5 máu thôi mà. Hy vọng cái round này tôi sẽ đẩy được nó nhiều hơn. Đẩy được khoảng chục máu. Đến round 38 là kết thúc trận đấu thôi. Đó này hy vọng đẩy được chục máu. Biết đâu men lên được 2 sao mà gọi đệ trông chán đời thật sự. Anh em cứ để ý mà xem. 2 không chế mạnh.
nhất trong game rồi. Trông còn Battle Man nó gọi đệ cả. Thề. Úi dồi ôi bạn ơi. Rồi đi luôn không? Trông như kiểu sắp đi lời rồi ấy. Máy bay được bắn. Nhưng mà đẩy nhiều lắm. Úi dồi còn một máu á. Thế thì đúng là 38 round là kết thúc rồi. Rồi nhưng mà bây giờ tôi kiếm cái gì đây? Thêm một con 3 sao nữa à? Một con nữa rồi. Rồi. Hay quá nhỉ. Giá như mà đây nó là một cái content là dồn toàn bộ đồ cho sao Reaper làm co. Nhưng mà chắc là dồn cho sao Reaper là thua. Gặp beat này không ăn thua. Cần cái con dí trưởng nhanh như con ác mộng. Ác mộng solo thì mới khỏe rồi. Rồi. Kiểu gì thì cũng lọt một con thôi anh em ạ. Round này không có cái cửa gì luôn. Kẹp cá thoải mái. Thôi xong rồi đấy bạn ạ. Ok. Úi dồi, round này đẩy nhiều luôn. Trận đấu kết thúc. Chính ra nha cái bộ này ấy. Ngon đấy anh em ạ. Kiểu gì nó cũng lọt con ác mộng ấy mà. Đấy, lọt hai con liền. Úi, có một đống đệ đấy kìa. Công nhận là cái bộ này ngon đúng không anh em? Anh em cứ xem tôi sở farm. Đấy. Đây là cái trận thứ 3 nhá. Video clip thứ 3 làm bộ này liên tiếp luôn. Và thấy rất là khó chịu. Ở late game gần như là bọn nó chả có chuyển sang bất cứ một cái bộ nào ăn được. Anh em nên nhớ là trận trước ấy, gặp top 3 thế giới nó chuyển sang 6 Glacier kẹp với cả Sailing Assassin 2 sao mà nó còn không ăn được cơ mà. Đó. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn hai clip ở cuối cái video anh em nhá. Hai clip tôi dành ra để tri ân cái bộ Warlock đấy anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.